Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan soạn thảo khẩn trương tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp về thể thức, thuật ngữ, kỹ thuật soạn thảo để đảm bảo chất lượng hoàn thiện dự thảo hai nghị định. Riêng đối với nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuế đất, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Tài chính phối hợp với các bộ ngành liên quan xin ý kiến thành viên chính phủ. Danh mục các dự án được miễn toàn bộ vòng đời dự án được giảm một số năm hoặc tỷ lệ nhất định số tiền sử dụng đất, tiền thuế đất. Việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hai nghị định quan trọng này sẽ đưa Luật Đất đai 2024 vào thực tiễn đúng như kỳ vọng.